Văn, beatboxer. Linh, guitarist. Double Linh, singer. Hiếu, rapper. When we from L2ME. Thu đã dần qua, đông lên cùng ta. Mang những lánh xa vì một người ra đi vội vã. Để tôi đi tìm, trong đêm tôi vẫn đi tìm. Tiết mục của các bạn, tôi bản thân tôi có cảm giác như là mình ra một cái chợ buổi sáng, bắt đầu họp từng người một ra bán hàng, chợ càng ngày càng đông càng ồn, không ai nghe ai, mỗi bạn một hướng. Đây không phải là một tiết mục, tôi nghĩ đây là một màn cãi nhau thì đúng hơn. Tôi không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý.